Nào, bây giờ ta sẽ cùng đi chữa luôn để này nhé. Chữa luôn nhé. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì comment chữ sẵn sàng phải cả. Để ta đi vào chữa đề luôn nào. Ok. Nào, sẵn sàng thì comment chữ sẵn sàng rồi. Người ta đi chữa đề này. Ok, nào, rồi ta sẽ đi chữa đề nhé. Nào, chữa luôn, chi tiết luôn. Rồi, câu hỏi số 1. Nào, cùng comment các bạn nào, câu hỏi số 1. Một vật thuyền dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x bằng 2 cos 4pi trừ pi nhân 2. Pha ban đầu của dao động là thì pha ban đầu của ta sẽ là trừ pi nhân 2. Đấy, pha ban đầu của vật trừ pi nhân 2. Người ta sẽ chọn đáp án B. Được, pha ban đầu như vậy. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào? Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào? Sóng dọc thì chắc chắn là truyền được trong 3 môi trường rắn, lỏng và khí, đúng chưa? Đấy. Sóng ngang thì chỉ truyền được trong môi trường chất rắn và bề mặt chất lỏng. Còn sóng dọc thì nhớ là trong 3 môi trường nhé. Câu hỏi số 3. Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có. Nào, chắc chắn là khi đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của ta sẽ đạt giá trị lớn nhất rồi, đúng nhỉ? Thì vận tốc của ta có độ lớn cực đại. Đấy, và gia tốc của ta bằng 0. Nên chọn đáp án A, đáp án B. Câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4. Công thức tính chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn là tôi hay làm gì? Hay ở đây là 2, tôi hay chính là 2pi căn l trên g. Ở đây chúng ta sẽ chọn được đáp án là D, đúng không? Đấy, các bạn cứ comment đáp án đi ạ, cứ comment ạ. Vì những câu dễ này thì chúng ta sẽ cùng làm nhanh thôi, để dành thời gian để làm những câu khó hơn. Câu hỏi số 5. Đây là những buổi ôn tập học kỳ nhá, ôn tập thi giữa kỳ nhá, các bạn cứ làm đi. Biểu thức ly độ của vật dao động điều hòa có dạng x bằng a cos omega t cộng phi. Gia tốc của vật có giá trị là bao nhiêu? Là a max bằng omega bình nhân a. Câu 5 ta sẽ chọn đáp án A luôn, đúng không? Câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6. Rồi, thắng trần 5A. 6 nào. Xét một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì vật có. Nào, ở vị trí cân bằng thì ta có là gì? Động năng đạt giá trị cực đại thì động năng sẽ tăng, còn thế năng của ta sẽ giảm, đúng rồi. Câu 6 ta sẽ chọn đáp án C. Đấy, rồi các bạn đều chọn C cả. Câu hỏi số 7. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 400g, lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng là 100 Newton trên mét. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Dao động điều hòa với chu kỳ là bao nhiêu thì các bạn dùng công thức t bằng 2pi căn t bằng 2pi m trên k. Tôi hay mặc kệ, đúng nhỉ? Tôi thấy là 2pi căn m là 0,4 và ta chia cho 100 chính là 10 bình. Đấy, chia bằng 0,4. Ok chưa? Được chưa? 14 giây. Đúng nhỉ? Các được bấm đúng 0,4 không? Rồi nhá, đáp án C nhá. Rồi câu hỏi số 8. Đặc điểm tốc độ truyền sóng cơ trong các môi trường nào dưới đây là đúng? Các bạn biết là sóng cơ ấy thì truyền trong môi trường rắn là lớn nhất, sau đến môi trường lỏng và đến môi trường khí. Đấy. V rắn lớn hơn V lỏng và lớn hơn V khí. Câu này ta chọn đáp án B. B. Câu hỏi số 8. Câu hỏi số 9 rồi. Một sóng cơ la truyền trong một môi trường, hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng sẽ dao động cùng pha nhau. Nhớ nhé, hai điểm dao động cùng pha thì cách nhau một bước sóng, ngược pha là cách nhau nửa bước sóng. Câu hỏi số 10. Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kỳ dao động điều hòa của nó giảm đi 2 lần. Các bạn biết là chu kỳ sẽ tỷ lệ thuận với cả căn bậc 2 chiều dài, đúng không? Vậy để mà chu kỳ của giảm 2 lần thì chiều dài phải giảm 4 lần. Đối nhà câu 10 ta sẽ chọn được là B. Đó. Câu hỏi số 11. Câu hỏi số 11. Câu hỏi số 11. Dao động của các lắc đồng hồ chắc chắn là gì? Là dao động duy trì, đúng nhỉ? Các lắc đồng hồ thì không thể là dao động cưỡng bức được, đó là dao động duy trì thôi. Đấy nhá. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi số 12, nhận xét sau đây là không đúng. Nhận xét sau đây là không đúng nhé. Câu hỏi khác nào, các bạn nào. Dao động duy trì có chu kỳ bằng dao động riêng của con lắc. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. B, biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số là sai rồi. Đó là câu 12, là phải chọn đáp án C. Được chưa? Câu hỏi số 13. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ. Mà biên độ của hai dao động thì chắc chắn là gì ạ? Lớn nhất khi hai dao động này cùng pha nhau, đúng không? Câu 13 ta sẽ chọn được đáp án là C. Nhá. Câu hỏi số 14. Một sóng cơ truyền từ nước ra không khí thì sóng đó có nào? Các bạn hiểu là khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác ấy, thì tần số không đổi. Nhớ nhé, tần số không đổi. Mà truyền từ môi trường nước là môi trường chất lỏng ra môi trường chất khí thì chắc chắn là gì ạ? Vận tốc của ta sẽ tăng. Đúng chưa? Như vậy chúng ta chọn đáp án C. Câu hỏi số 15. Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp này cùng pha, điều kiện tại điểm M cách các nguồn lần lượt là D1, D2 dao động với biên độ cực tiểu. Khi hai nguồn đấy, câu 14 chính là chọn B này. Chính là chọn B sai này. Đấy, khi cực tiểu D2/1 bằng 2K + 1 λ/4. Được chưa? Đúng nhỉ? Từ từ. Đây thì nhầm sang sóng dừng rồi. Giao thoa sóng à? D2/1 bằng 2K + 1 λ/2. Đấy. B nhá. 15 phải B nhá. 15 phải B. Ôi. 15 phải B chứ em nhá. Xong kéo được. À, 15 B. Bây giờ 16 rồi. Sóng truyền trên sợi dây đàn hồi hay là cố định có bước sóng lambda, một con sóng dừng trên dây thì chiều dài L phải thỏa mãn điều kiện nào? Đấy. Thì các bạn biết là hai đầu cố định thì L bằng K λ/2. Ở đây thì chỉ có mỗi thằng này thỏa mãn thôi. Đúng không? Câu hỏi số 17. Một vật dao động điều hòa với phương trình như thế này, vận tốc của vật khi t bằng 3 giây. Thì các bạn thay trực tiếp t bằng 3 giây vào cái phương trình này và ra được đáp án là A. Vào phương trình của V, xin lỗi, không phải vào phương trình này, vào phương trình V đây này. V bằng trừ omega A sin omega t cộng phi. Thì cái này ta rút ra là bằng 2π × 5 là 10π sin này, 2π nhân với cả 3 trừ π trên 6 và bấm cái số bằng 5π. Ta chọn A. Câu hỏi số 18. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số biên độ lần lượt là 8 và 6. Lệch pha nhau một góc là 2π × 3. Lệch pha nhau 2π × 3, dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ là bao nhiêu? Thì các bạn tính A bằng căn của một bình là 8 bình này, cộng 6 bình này, cộng 2 x 8 x 6 nhân cốt của 120 độ, 2 pi x 3 là 120 độ. Các bạn bấm máy tính thì như thế này bằng 7,2 đúng không? 7,2 các bạn bấm máy tính nhá. 8 bình này cộng cả 6 bình này, cộng 2 x 8 x 6 nhân với cả cốt của 120, 213, 7,2. Chọn D. Câu hỏi số 19. Một sóng cơ truyền dọc theo trục x có phương trình như thế này. Bước sóng các bạn biết là cái hệ số này này, chính là 2πd phần lambda, hoặc là 2πx phần lambda, các bạn hiểu như vậy. Thì 2π phần lambda chính là bằng pi. Đấy, như vậy sẽ lambda bằng 2. Chọn C. Đúng không? Câu hỏi số 20. Cho hình ảnh sóng dừng ở trên sợi dây AB như hình vẽ, hai điểm MN dao động như thế nào? Các bạn biết là ở trong sóng dừng ấy, hai bó sóng liền kề nhau sẽ dao động ngược pha nhau. Hai bó sóng cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì luôn luôn dao động cùng pha nhau. Nhưng mà hai điểm MN luôn luôn dao động cùng pha nhau. Đúng nhỉ? Ta chọn được đó là gì? B. Cùng pha nhau. Đấy, 20 câu như vậy đến đây cái này chúng ta được 5 điểm. Thi đại học cũng vậy thôi. Thi đại học cũng khoảng tầm 7-8 điểm các bạn. Trở xuống các bạn không có gì vướng mắc, các bạn làm ngon. Một vật dao động điều hòa với phương trình như thế này. Bé chọn được rác ra. Kể từ t bằng 0 thời điểm vật đi qua vị trí x bằng bằng 2,5 lần thứ 2018. Là 2,5 thì các bạn có hai vị trí 2,5, chính là vị trí 2/2 đúng không? Lần thứ nhất, lần thứ hai đấy. Đấy, tại điểm bắt đầu t bằng 0 và đang này. Vì nhìn pha bắt đầu bằng 0 mà. Đúng nhỉ? Thì ta có như sau. Tách này. Tính chu kỳ t đã đi. Bằng 2pi phần omega. 2pi x 5pi bằng 0,4 giây. Đúng nhỉ? Ok. Như vậy ta tính này, ta tách 2018 này và 2016 cộng với cả t dư là 2, tương đương ta chia cho 2 trong một chu kỳ, nó qua vị trí này đúng 2 lần thôi, chia 2 cho năm 1008 chu kỳ cộng cả t dư là tính từ đây sang đây này. Tính từ đây sang đây là nếu bạn tính xuôi thì góc quét của bạn tính từ đây, tính từ vị trí ban đầu ấy. Tính từ vị trí ban đầu đến đây, tính từ đây sang đây đến đây thì góc quét sẽ là tính từ đây 1, 2, 3 và 270 cộng 30 là 300 độ. 300 chia cho 360 là 5/6. Đấy, và các bạn thay những cái tiêu ở đây và bấm máy tính sẽ ra được là B. Tất nhiên trong đề thi đại học thì câu 21 phải là cái câu khó như này. Với cả đề thi giữa kỳ của các bạn ấy thì chỉ có khoảng tầm 20 đến 25 câu. Ít khi trường nào cho thi 40 câu đó. Thấy chưa? Câu hỏi số 22 này. Một con lò xo gồm một vật khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương ngang trên một quỹ đạo dài 10cm với tần số là 10. Cơ năng, thế công thức cơ năng là 1/2 m omega bình. 1/2 m là 0,2 nhân omega là 10 bình phương nhân a. Quỹ đạo dài 10 thì biên độ là 5, nhưng mà nhớ đổi ra mét là 0,05 bình phương. Và cái này các bạn bấm sẽ được là 0,025 dung. Đoán câu này sẽ là đoán A, 22A. Đấy. Câu hỏi số 23. Câu hỏi số 23. Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu AB cố định. Thính nghiệm hiện tượng sóng dừng trên dây với tần số F thì ta thấy trên dây có 9 nút sóng kể cả hai đầu AB. Bước sóng trên dây là đấy, hai đầu cố định thì trên dây có 9 nút sóng kể cả hai đầu AB, như vậy là ta có là 8, đúng nhỉ? 8 là trên 2 bằng 2. Ok chưa? Như vậy lambda bằng mấy? 7,5. Rồi, men chọn C. Có bay nào? Có bay nào? Các bạn đáp án nhiệt tình nào, vì là chữa nhanh những câu dễ để tí nữa ta làm thời gian để chữa câu khó, cho nên thầy sẽ làm nhanh những câu này thôi. Câu này, một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì tần số thì trên dây có 5 bộ sóng. Đây là hai đầu cố định nhá. Muốn trên dây có 6 bộ sóng thì tần số phải bao nhiêu? Nó gọi công thức là L này bằng K V trên 2X, đúng không? Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ rút F ra đi. Rút F cũng được, không thể nguyên cũng được. Thì tương đương này, công thức này thì các bạn sẽ có này, L giữ nguyên bằng K là 5 V 2F là nhân 20, L là bằng là khi mà đẩy đến 6 của sóng thì V giữ nguyên 2 nhân bao nhiêu F. Đấy, cái chính là ta hỏi cái F này. Thì ở đây hai vế, ở đây ta có thể dùng chia hoặc là dùng trừ đều được nhá. Đấy, dùng chia cũng được, dùng chia đi. 1 L trên L bằng 1, lấy ra 5 chia 6, 5 phần 6, 5 chia cho bao nhiêu? 5 phần 40 à? Từ từ đã. 1 này bằng 5, cứ lấy 2 chia 1 đến 6V chia cho 2F. Đấy, 6V trên 2F chia những gạo lên là 40 chia 5V. Thế đây ta triệt tiêu được này, V V bỏ 6 nhân 40 6 ấy, đây là 6 chia 2 là 3, 6 chia 2 là 3 này. 3 nhân với cả 40 chia 5. Đấy, 120 chia 5 là mấy nhỉ? 5F. Đấy, từ đó sẽ F không? F bằng 24. Đấy, 24. 24 nhân 5 thỏa mãn điều kiện này. Thế câu này ta chọn được đó là B. Bạn đã làm được câu này không ạ? Hay câu này bị vướng? Thế câu này các bạn có thể lấy gì ạ? Lấy trên trừ dưới đều được cả. Nó sẽ dễ hơn. Câu hỏi số 25. Câu này thì đánh giá là khá là hay. Thì trong đề thi thật sau này của các bạn học ấy, thì trong từ câu 18 đến 24 sẽ có một câu hơi lạ lùng một tí. Các bạn sẽ cảm giác kiểu lạ lùng á. Thế là không làm được. Thế là toàn. Dùng tab xuất cũng ra. Ok em. Thế là gì nhỉ? F thì biểu thuận với cái gì? Ở đây dùng biến đổi nào cũng ra thôi. Thực ra nếu bạn đã biết làm rồi. Ok, nào V này, hệ số T chia hệ số X. Các bạn nhìn thấy ở ngoài này đều là 2pi cả, nên tung vào cũng vậy thôi. Thì hệ số t trường hợp này sẽ là 1/0,1, 1/0,1 chính là 10 chia cho hệ số t là 0,2 à 0,5, 1/2 chính là 0,5, như vậy bằng 20. Chọn B. Đấy, khá là dễ thôi đúng không nhỉ? Cách này làm khá là nhanh không? 26 nào, 26 nào. Thấy chưa? Một sóng cơ lan truyền trên một phương trình sóng này. Ở phương trình sóng này xét hai điểm MN trên phương truyền, biết là khoảng cách MN bằng 50 cm, có phương trình lần lượt là UM thế này và UN như thế này. Các bạn nhìn thấy là pha ban đầu của thằng UM nó là gì ạ? Nó là bằng 0. Pha ban đầu của N bằng -pi/4, như vậy là ta được là delta phi này. Phi M trừ cho phi N bằng pi/4, không trừ pi/4. Như vậy rõ ràng các bạn nhìn thấy là M sớm hơn N. Khi mà M đã sớm pha hơn N rồi thì sóng truyền sẽ từ M đến N. Như vậy sóng chuyển là từ n đến m loại đi. Ok chưa? Sóng chuyển từ n đến m loại này. Bây giờ chỉ còn sóng chuyển từ n đến m với vận tốc là bao nhiêu thì các bạn quan tâm cái công thức độ lệch pha đây là phi đã. 2PD phần âm này. Đấy, sẽ bằng pi nhân 4. Tương đương 2pi nhân lambda, d là bằng 50 cm, ta đổi bằng 0,5 m. Nhá, thằng này bằng 0,5 này. Chia cho 4 ở trên lambda bằng pi trên pi nhân 4. Mục đích của ta là tìm lambda mà. 2pi nhân 5 là 1. 1pi đấy, 4. Đó là lambda 4. cm, 2 mét này, mét, 4 mét. Như vậy chia được vào gì ạ? V bằng lambda f 4 nhân cả gì ạ? Tần số f này. 2pi trên pi. F này, f là bằng 2pi trên pi bằng 2. Đúng không nhỉ? Hay là sai chứ nào? Hai pi nhân 0,5, 2 pi d trên lambda, 2 pi nhân 0,5 chia lambda bằng pi trên 4. Chia lambda của ta bằng 4 nhân 2 là 8 nhưng mà nó là 4 vẫn vậy mà, không sai gì cả. Lambda nhân f, f tần số f này, f sẽ bằng omega, nhầm omega trên 2pi là pi trên 2pi bằng 1/2, nhầm 4 nhân 1/2 bằng 2 mét trên giây. Đấy, như vậy chúng ta chọn được đó là A. Thiếu làm được 27 câu rồi các bạn sẽ được 6,75. Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 17 cm. Đây, 17 cm. Dao động theo phương thẳng đứng với phương trình này nha. Hai phương trình như này có nghĩa là hai phương trình này, hai vật này dao động cùng pha nhau đúng không nhỉ? Đấy. Hai phương trình sóng dần cùng pha nhau. Thế thì vẽ cho các bạn nhìn nhá. Bây giờ vẽ này các bạn nhìn, bỏ qua này đi. Ok. Đấy. Nào. Hai điểm AB này. B đây. Cho biết tốc độ truyền sóng như này để ta tính chút gì đây đã. Tôi tính luôn bước sóng đi. V trên S. Nào V trên S là ta lấy 80. 40pi trên 2pi là 20. Như vậy sẽ bằng 4 cm. Được lambda 4 cm đã. AB cách nhau 17. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB nằm trên mặt nước, đường kính là AB. Số điểm đứng yên không dao động trên đường tròn là khi hai nguồn này dao động cùng pha nhau. Được chưa? Cùng pha nhau thì các bạn biết là gì ạ? Số điểm dao động trên không dao động là trừ AB trên lambda nhỏ trừ 0,5 này. Nhỏ bằng k, nhỏ bằng AB trên lambda trừ 0,5. Trừ AB là trừ 17 chia 4 trừ 0,5. Nhỏ bằng k, nhỏ bằng 17/4 trừ 0,5. Trừ 17 chia 4. Trừ 0,5 sẽ bằng là trừ 4,75. Nhỏ bằng k. Đó, ở đây các bạn đếm điểm ở trên này. Tức là xác định số điểm đứng yên trên cái đoạn AB này nhá. Thì các bạn lấy 3/4 cộng 1 là 8 điểm. Thế là 8 điểm. Ok chưa? Khi có 8 điểm rồi thì các bạn hiểu là trên đường tròn đấy. Đây này, cắt ở đây có 1 điểm thì ở trên đường tròn sẽ cắt 2 điểm. Thì ở đây sẽ là có 16 điểm. Đấy, gõ vào 6 điểm. Tóm lại trên AB ấy, các bạn có 8 điểm hay có bao nhiêu điểm thì cứ nhân đôi lên thì sẽ là số điểm trên đường tròn. Ở đây trường hợp này là AB nó là đường kính, nó là nguồn. Thực ra ở bài này các bạn không nên lấy dấu bằng này. Đấy, không nên lấy dấu bằng này thì nó sẽ đúng bản chất hơn. Đấy, thế này thì đúng hơn. Tiếp đáp án không? Làm 28 rồi này. Hai tám là gì nào? 28 B. Quân ra B ở lại khác nào? Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng bờ treo và sợi dây có chiều dài L 40 cm. Bỏ qua sức cản không khí. Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng của các alpha 0,15 độ, thả nhẹ quả cầu rộng điều hòa. Đó. Quãng đường cực đại vẫn đi được. Thì ta tách là 2t/3. 2t/3 là lớn hơn t/2 rồi, đúng là tách thành là t/2 cộng cả t/4. Đúng là t/2 cộng t/4 à. À 1/6 t/6. Mà các bạn biết là gì ạ? S của S max. S max thì ta chỉ xét của S max của gì thôi. S của t/2 này, S của cả 2t/3 bằng S của t/2 là bằng 2a cộng với cả S max của t/6. S max của t/6 thì các bạn biết là S max của t/6 này công thức thì các bạn có thể dùng vòng tròn lục giác này. Thầy có dạy các bạn cách làm vòng tròn lục giác này, thầy thì nhớ rồi nhưng mà thầy có hướng dẫn các bạn S max của t/6, t/6 là 60 độ thì nó sẽ quay xung quanh vị trí cân bằng là mỗi bên là 30 độ. Thì đoạn là a/2 của a/2 là bằng a, S max của t/6 sẽ bằng a, thấy chưa? Đấy, bằng a. Thì a bằng cái gì thì bây giờ ta xét thôi. Tóm lại là S max sẽ bằng suy ra S này, 2a cộng a là bằng 3a. A thì bằng gì nào? 3a thì chính là 3s0. A thì là bằng s0. Đấy, s0. S0 thì bằng l alpha 0. Đấy, bằng 3 nhân l alpha 0. Các bạn dùng công thức này, 3 nhân l là 0,4 nhân với cả alpha 0 là 0,15. À, bộ đổi để 40 cm luôn đi, vì đáp án của ta là cm. 3 nhân 40 nhân cả 0,15 bằng 18 cm. Đó, bạn chọn được đáp án của mình. Ok chưa? Là những bạn là làm comment đáp án không? À, cái này không làm được rồi. Mũi quân làm được à? Mũi quân làm được à? Đấy, có nghĩa là người ta vận dụng theo cái phần Nmax admin này ở trong phần đại cương để áp dụng vào phần block đơn. Nó có 29 không? Quăng lên nào. 29 nào. Hai chín à? Một con lắc đơn dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực F và F0 cốt 2πst cộng với cả pi trên 2 lấy gồm pi bình bằng 10. Nếu tần số F của ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của con lắc sẽ như thế này. Đấy, thay đổi từ 1Hz đến 2Hz nhé. Thế các bạn có này cái tần số F0 ấy. F0 bằng cái trường hợp cực đại ấy, khi mà tần số cực đại thì F của hệ bằng F của ngoại lực ấy, F của hệ bằng F ngoại lực nhá, các bạn hiểu bằng 1/2 pi căn g trên l như này. Nó thay tiếp đây là 1/2 pi căn g là bằng mấy 10 trên l là 1. Đấy, 10 thì bằng pi bình rút ra pi bình bằng pi 1/2 0,5 à 0,5 à? Đúng nhỉ. Không phải 5 nha. Rồi, ok. Như vậy nếu tần số F ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của nó sẽ như nào? Từ 1Hz đến 2Hz à? Để bị sai không nhỉ? Nếu mà câu này thì 1Hz đến 2Hz thì nó chỉ có chuyện là tăng rồi giảm được. Thế là thầy tích vào đáp án của các bạn là hình như câu này thầy tích đáp án là tăng rồi giảm đúng không? Nhưng mà nhìn này không đúng rồi. Nhìn chắc chắn là câu này không đúng rồi. Bởi vì là thầy nhớ là cái chỗ thay đổi từ 0,2 Hz thôi. Đấy, chứ không phải 1Hz. Đấy. Không biết từ xem lại xem đáp án trong kia thầy để nào đã. Thì nếu mà từ 1 đến 2Hz thì nó như nào? Đây này. Nó đang thế này. Từ 1 đến 2Hz nhá, đấy 0,5 thôi. Đây này. Từ 1 đến 2 Hz. Đây, 1 đến 2 Hz. Tần số ở đây là 0,5. Đây, như này. Các bạn hiểu tại đây 0,5. Thì khi mà nó ở 1 Hz này, 2 Hz ở đây này. 2 Hz ở đây. Đấy, kiểu như vậy thì nó luôn sỏi. Các bạn như thế này, nếu mà như thế này. Nhá, nếu mà tần số của khi xảy ra cộng hưởng nó là 0,5 thì ở chỗ 1 ở đây. 1 đây. Đây thì vẽ lại các bạn nhìn này, đây nó như này. Thì đây là 1. Đây là 2. Đây là 1,5, đây là 2. Đấy. Thế thì từ 1 đến 2 biên độ của nó này, đây là biên độ nhá. Đấy các bạn nhìn này, đây là biên độ này. Biên độ A. Đấy, như này thì rõ ràng biên độ A của nó giảm. Luôn giảm. Trong tích đáp án là đáp án thầy để đáp án gì nhỉ? Đợi tí nhá, thầy xem trong súp nhá. Câu này là câu 2 mấy nhỉ? 25 bạn làm. 25. À, câu này là câu 29 à, 29 đáp án phải là A. Ừ, 29A đúng không? Như vậy đề không sai đâu, đáp án không sai đâu. Nó luôn giảm nhé. Đây này, như này, nó từ 1 đến 2 này, biên độ nó là đây này, xong nó giảm về đây này, thấy chưa? Đấy, nhìn kỹ nhá, câu này khá là hay đấy ạ. Thì nói lại cái này các bạn hiểu này. Khi F0 bằng F của ngoại lực thì xóa đi, thì nói lại chỗ này cho các bạn nghe kỹ lại nhé, nghe kỹ lại chỗ này nhá, thấy chỗ nào, nghe kỹ lại cái này này. Đầu tiên ấy, để xem được xem là nó tăng hay giảm thì ta phải tính cái F0. F0 là cái tần số của hệ mà tần số của hệ bằng tần số của ngoại lực thì sẽ xảy ra cái hiện tượng cộng hưởng ấy. Là khi mà biên độ đạt giá trị cực đại ấy. Đấy, đây là biên độ này. Quan điểm là khi mà biên độ đạt giá trị cực đại ấy, đây là đồ thị của nó thế này. Thì tại đây nó là F0. Các bạn hiểu như vậy, đây là F0. Nhá. F0 ở đây, thì F0 bằng 0.5 thì biên độ A là giá trị lớn nhất rồi. Thì nó hỏi là biên độ của ta là thay đổi như thế nào, thì biên độ tăng hay giảm thôi. Thì khi mà đây là F0 bằng 0.5 rồi thì 1 ở đây, 2 ở đây. Ok chưa? Đấy, từ đây đến đây. Nào thì biên độ của ta các bạn nhìn này, từ đây xuống đây là giảm. Đấy, giảm nhá. Biên độ luôn giảm. Ta chọn A. Ví dụ các bạn, nếu mà bài này người ta thay đổi chỗ này bằng 0.2 thì các bạn hiểu từ 0.2 đến 0.5. Từ 0.2 đến 0.5 sẽ là tăng. Sau từ 0.5 đến 2 là giảm, kiểu kiểu như vậy. Đấy, tăng rồi giảm ấy. Nên thầy nghĩ là đều thầy sai vì là vừa thầy tưởng thầy tích vào đáp án B chưa? Ok chưa? Câu hỏi số 30. Câu hỏi số 30. Này. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos omega t cộng phi có pha dao động của ly độ quan hệ với thời gian theo đồ thị được biểu diễn như hình vẽ, biết t2 chỉ đến 1/2 giây. Tần số góc là bao nhiêu? Thế cái này các bạn sẽ làm như sau. Các bạn nhìn này, ở đây là điểm T2, T2 ở đây, T1 ở đây. Thực ra vẽ thế này thì nó bị lầm lẫn nha, chỗ này này, chỗ này phải là nằm ở đây, chỗ pi trên 3 phải nằm trên này cơ, nằm dưới này không ổn, nằm dưới này thì sai với bản chất, nó phải nằm ở trên này pi trên 3, vì cái pha ban đầu chỗ này phải là trừ pi trên 3, như vậy tại điểm T0 này, T0 thì pha ban đầu xem nào, pi trên 3 đúng đấy nhá, trục này bằng 0 thì t bằng 0 đúng rồi, thì phi của ta sẽ bằng trừ pi trên 3. Đấy, nó ở đây này, trừ pi trên 3, phi 1 trừ pi trên 3, được chưa? Cái là phi 1 này, này trừ pi trên 3, còn phi 2 này tại đây này, phi hai bao nhiêu ạ? Ta dùng t bằng 0 hay nhỉ? Tại điểm t1 đi, t1 à, t1 t0 ở đây thì ông này là phi 1 bằng trừ pi 3, phi hai sắp đến phi 2 chưa? Phi 1 là thời điểm ban đầu. Xem nào, tại điểm T1, T2 dùng T1, T2, P1, P2 này rồi đã để ra tìm omega mà T2 chỉ có 2 giây nhá, độ lệch pha thì delta phi của ta xem nào, delta phi này lệch pha ở đây bằng 0 rồi, khi T bằng 0 tại điểm T2 đi. Ok nào, thật đi lại nhá, tại điểm T bằng 0 được không? Thế từ phi 1 bằng trừ pi 3. Thế còn phi 2 bằng 0. Đấy, phi 2 là thời điểm T2 này bằng 0. Đấy, bằng 0. Vậy đợi lấy pha đây ta phi đã. Còn phi 2 trừ phi 1. Phi 2 trừ phi 1 bằng pi trên 3. Mà mặt khác delta phi bằng omega như cả delta T. Ok chưa? Để bạn hỏi tần số góc thôi, chứ nó hỏi omega. Từ đó suy được omega sẽ bằng là delta phi chia cho delta t. Delta phi của ta là cái này bằng pi trên 3. Chia delta t là chia 2. Pi trên 6. Đó, ra trên giải. Cái này phân tích như vậy. nên dùng T bằng 0 nhỉ? T bằng 0 có phải không ổn lắm. T1 T1 phi 1. À không sai đâu. Có thể thấy sai đâu. Đây không sai đâu. Vậy giải lại chỗ này phải chuẩn thế này. Đây thầy nhìn thấy rồi. Lỗi thầy. À, như vậy là bây giờ mới nhìn thấy này, đây phi 1 ở thời điểm T1 đây vẫn là chỗ này nhá, vẫn là pi trên 3, đây vẫn là pi trên 3 nhá, nhìn lại nhá, đây vẫn là pi trên 3 thì ở giữa này vẫn là pi trên 3, nhưng ở thời điểm T1 rõ rồi đấy, đây là pi trên 3, đây là thời điểm T1 thì phi 1 pi trên 3, T2 đi, không dùng T bằng 0 đâu, không đúng bản chất. T2 thì rõ ở đây, xuống đây nó bằng 0 được nhá, ở đây này, như vậy delta phi bằng là phi 2 trên phi 1 pi trên 3, được chưa nào? Đã, dùng em mới đúng, à? Ba mốt, làm mãi không được 8 điểm nhỉ? À, một sợi dây đàn hồi dài 90 cm, có một đầu cố định và một đầu tự do đang có sóng dừng. À, kể cả đầu cố định thì trên đây có 8 nút, như vậy là 7,5 lambda bằng 90. 7,5 lambda trên 2 bằng 90. Thế thì lambda bằng 24. 2 nhân 90 là 180. Chia 7,5 24 đúng không? Đã, lambda bằng 24. Biết rằng khoảng ra 6 lần liên tiếp sẽ rơi thẳng thì delta t của ta sẽ bằng là công thức là n trừ 1 nhân t trên 2. 6 lần liên tiếp sợi dây thẳng là 6 trừ 1 là 5, 5t trên 2 thì bằng 0,25. Từ đó ta chia t của ta sẽ là 2 nhân 0,25 là 5. À 0,5 trên 5 là 0,1. Từ đó chia được là gì ạ? V bằng lambda 24 nhân 0,1 là bằng 2,4. Vậy nên rằng và câu này ta chọn được đó là C. Có bạn nào làm đúng câu này không? Cô làm đúng câu này không? 32. Giải. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 100 Newton trên mét và vật nhỏ khối lượng 250 g. Như vậy ta tính omega đã, căn K trên M. Căn K là căn 100 chứ không phải 25. Sẽ bằng là 20. Ra trên giải. Ở delta L bằng mg trên K là g phần omega bình. G là 10 phần với cả 20 bình sẽ bằng là 1/40 là 0,025 mét bằng 2,5 cm. Như vậy khi mà lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ, các bạn hiểu là cả cái cụm L này, Lx này, La này sẽ bằng là A cộng cả delta L 0 này, thì từ đó tìm ra A của ta sẽ bằng là 7,5 chia 2,5 bằng 5. Biết độ A bằng 5 cm, có A rồi. Thì bài hỏi tốc độ chính là hỏi v và omega căn a bình trừ x bình. Thì vị trí là so với dạng chính là cái vị trí mà chiều dài tự nhiên của nó. Các bạn hiểu chiều dài tự nhiên này. Tại đây chiều dài tự nhiên. Đặt như thế này. Đây là biên âm a, ô này, biên dương a. Đây chính là vị trí chiều dài tự nhiên đây. Chiều dài tự nhiên đây nhá. À đâu, chiều dài tự nhiên đây. Ở giữa này đấy, đó là từ đây đến đây ta tính đây này. Thì cái công thức là gì? V bằng gì? Omega căn A bình trừ x bình. Omega là 20, căn A bình là 5 bình trừ x bình là mấy nhỉ? 2,5 bình. Thực ra nó là trừ 2,5 bình nhá. Và cái này các bạn mới tính ra được 86,6 cm trên giây. Và ta chọn đáp án B. Không bạn nào làm được câu này à? Quân làm được không? Đâu rồi? Những bạn xem rồi thả tim để xem nào. Tìm phong phát này. Mã bàn hai chất điểm dẫn điều hòa cùng tần số trên hai trục OX, OY vuông góc với nhau. O là vị trí bằng của hai chất điểm. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x và y như thế này. Khi chất điểm thứ nhất có ly độ là x bằng -2 căn 3 và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là bao nhiêu? Câu này có khá nhiều cách giải. Nhiều người sẽ dùng phương pháp vẽ trên hai trục OX, OY. Người sẽ dùng phương pháp đại số. Thầy thì muốn các bạn dùng theo phương pháp là vòng tròn lục giác. Đó. Dùng vòng tròn lục giác thì các bạn phải vẽ hai vòng tròn lục giác ra. Ok chưa? Vẽ hai vòng tròn lục giác ra, vẽ như này này. Một vòng tròn. Vòng tròn thứ hai, tại hai vòng tròn lục giác, dùng vòng tròn lục giác các bạn sẽ làm dễ hơn. Các bạn khác các bạn thì làm theo cách này, để comment cho thầy biết rồi. Đó, đây, vòng tròn lục giác này. Các bạn sẽ cảm giác được nhiều. Thôi, chấp nhận đến nhiều thôi nhé. Nào, phương trình của x là, nhìn biên độ của x là 4, y là 6, như đây là 6 này, đây trừ 6 này, đây 4 này, là trừ 4 này, ta hiểu như vậy. Thế độ lệch pha của x và y này thì nhìn thấy pi trên 2 trừ pi trên 6 hoặc pi trên 3, được chưa? Pi trên 3. Thế độ lệch pha của nó sẽ là 60 độ. Khi chất điểm của thứ nhất có ly độ là x bằng -2 căn 3, -2 căn 3 chính là -2 căn 3/2, có phải hiểu không ạ? Đúng nhỉ? -2 căn 3/2 đây này, -2 căn 3/2 đó được không? Ở đây. Đấy. Đó là ở chỗ này. Thì nó hỏi là gì? Thành phần thứ hai bao nhiêu? Nhưng mà trước hết chúng ta phải để ý đã. X bằng 4 thì tại điểm bắt đầu này, t bằng 0 thì phương trình của nó là đấy. Đây là pha ban đầu của thằng gì ạ? Thằng x ấy. Tức là pha đầu của y là pi trên 6. Pi trên 6 là đâu? Pi trên 6 là bằng 3 căn 3/2 ở đây. Đấy, góc này pi trên 6. Độ lệch của hai thằng này là bằng 60 độ ở đây. Thế đến thời điểm thứ hai là khi chất điểm thứ nhất có ly độ x bằng -2 căn 3. -2 căn 3. Chất điểm thứ nhất là x sớm pha đi mà. X sớm hơn y một góc 60 độ. Thì bây giờ lùi thôi, lùi đúng 60 độ. Thì y cũng đúng ở chỗ này này. Dùng màu xanh nhé. Đây. Khi x ở đây. X ở đây. Thì y ở đúng chỗ này. Với góc này 60 độ rồi. Lùi tìm y ở đây. Như vậy khi đó khoảng cách giữa hai chất điểm, đây chính là khoảng cách. Vậy d chính bằng là gì luôn? Chỉ đối với -2 căn 3. Bằng 2 căn 3. Xong rồi bé. Dễ không? Các bạn nào làm theo cách nào không? Các bạn nào làm theo cách vòng tròn lục giác không? Các bạn nào dùng theo cách vòng tròn kép không? Đấy, khá là dễ, đúng không? Thầy đánh giá câu 3 khá là tinh tế. Các bạn phải làm được theo cách này. Câu hỏi số 33. À, mấy câu 33 vậy? 2 câu 33. Wow. Sao là 2 câu 33 nhỉ? Sao đề gốc này? Ba ba, ôi mất câu nào nhỉ? 2 câu 3. Ôi để này 41 câu à? Chắc đề này thì tích lỗi thôi. Đấy chắc là phải để lỗi. Câu này thành một câu thừa này. Câu này chắc là chúng ta làm được thôi đúng không? Làm luôn nhé. Để làm kiểu bài này trước hết chúng ta tính bước 6 đã. V trên F. V là 200 trên 20 bằng 10 cm. Đấy, 10 cm. Phạm Thành Đạt mới hello xong rồi lại hello nữa à? Mới vào đầu xong rồi lại hello nữa à? Tiếp này. Delta phi này. 2BD 22,5 phần lambda là 10. Như vậy cái này bằng mấy nhỉ? 2 nhân với cả 22,5 phần 10 bằng 9/2. Phi tách thành lần 2 nhân 4 cộng 1 pi trên 2. Tóm lại đây là trường hợp vuông pha nhau. Đó là m vuông pha cả n. Và trường hợp m sớm pha hơn n đúng không? Vẽ một tròn ra. Tại điểm T điểm n hạ xuống thấp nhất. N đây thì tại thời điểm đó m nó phải sớm hơn m ở đây đấy, hỏi sau đó m hạ xuống thấp nhất thì khoảng thời gian là bao nhiêu, m sẽ đi từ đây xuống đây thì gọi là đến vị trí thấp nhất chính là biên, thì 1, 2, 3 chính là 270 độ đúng không? 270 độ thì delta phi của ta delta t của ta sẽ bằng là 270 chia 360 nhân t. 270 chia 360 bằng 3/4 chu kỳ. 3/4 nhân với cả chu kỳ là bằng 1/F. 1/20 thì sẽ bằng là 3/80. Đấy, 3/80. Và chúng ta lên đây ta khoanh được đáp án là B. 34B. À câu này có 33 chứ, không phải có 34, có 33. Có 2 câu 33. Câu này với câu 34. Chắc là lúc đấy thầy không bỏ đi câu nào nữa. Một vật dao động điều hòa cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Nào mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Thế các bạn hiểu là a còn lại a1 đấy. A bằng 100 thì cho 3% của A0 chứ mà 0,97 A0, được chưa? 0,97 A0. Phần năng lượng còn lại sau mỗi chu kỳ thì các bạn hiểu năng lượng còn lại là V kép chia V kép 0 này. Đó sẽ bằng là A chia cho V kép là 1/2 k A bình A cho A0 bình phương thì 0,97 bình phương. Đấy, như này và các bạn bấm máy tính thôi. 0,97 bình thì bằng là 94,09. 0,9409 thì bằng 94,09%. Đấy, thì đó là B. Hỏi số 35 có sai số thì chữa nhiều rồi nhé. Sai số chữ nhiều quá rồi, đúng rồi. Nào g bằng tương ứng chu kỳ t này bằng 2pi căn l trên g. Thì rút g ra. G sẽ bằng là 2pi tất cả bình phương nhân l chia cho t bình. Thay vào đây. 2pi bình phương nhân l chiều dài là bao nhiêu ạ? 1,19. Và chúng ta chia t bình phương là 2,2 bình phương. Bấm máy tính không? 2pi 2 nhân với cả 9,87 là 4 nhân 9,87 nhân 1,19 chia cho 2,2 bình phương 9,7. Thế là loại được 2 ô 9,8 rồi. Đúng không? Đúng không? Tiếp. Để tính thẳng sai số thì các bạn delta G bằng G trung bình nhân cả cụm này. Delta L chia cho L trung bình cộng cả 2 lần delta T trên T trung bình. Bằng G trung bình là 9,7 nhân delta L trên L trung bình người ta lấy là 1 chia cho 119. Cùng đơn vị tự chỉ tiêu không phải đổi nữa. Cộng 2 nhân delta T là 0,01 chia cho 2,2. Đấy, và ta bấm máy tính thế ra đều là 0,2. Và thế đây ta khoanh một đoạn này. Ôi, thế này không làm được nào. Vẫn có nhiều bạn đến 9 điểm á. Câu số 36. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là thế này, x1 thế này và x2 thế này. Tại thời điểm lý độ dao động tổng hợp là 3 và đang tăng. Thì lý độ của dao động thứ nhất là bao nhiêu? Thì bài này chúng ta cũng nên dùng vòng tròn kép đúng không nhỉ? Gọi là vòng tròn kép. Nhưng trước hết thì ta phải viết phương trình của thằng này đã. X tổng hợp bằng x1 cộng x2 đã. Bằng 6 và pi trên 6 ta cộng với cả gì ạ? 6 và 5 pi trên 6 bằng cái casu này tổng hợp thế nào. Máy 570 các bạn dùng là mốt 2 ship mốt 4 đấy tổng hợp bình thường thôi. 6 ship trừ chính là ship e của pi trên 6 ra cộng với cả 6 ship e của 5 pi trên 6. Bạn ấn bằng sẽ là 6i và ấn ship 23 bằng 6 và pi trên 2. Đã, như vậy phương trình của ta sẽ có dạng là biên độ của nó vẫn là 6. Thì đây không phải vẽ kép nữa, ta chỉ có một vòng tròn thôi, nó trùng nhau rồi. Vẽ ra. Đấy, như này. Tại thời điểm lý độ của dao động tổng hợp bằng 3, 3 thì một nửa đấy và đang tăng ở dưới này. Thế nào? Thì dao động thành phần thứ nhất là thứ nhất là đây. Các bạn nhìn độ lệch pha giữa cả gì ạ? Của hai giá trị là của phi tổng hợp x với cả x1 ta lấy là pi trên 2 trừ pi trên 6 bằng pi trên 3. Đó là chênh nhau 60 độ. Thì khi ông này bằng trong trường này ông này bằng 30 độ. Đúng chưa? Vì ông này bằng là 60 mà. Thì cộng thêm 30 nữa. Ông này ở đây. Đây, như vậy là nó sẽ là gì ạ? Trừ 3. Vì trừ 6 giống nhau nên trừ 3. Đấy, tóm lại chọn đi. Bạn nào làm được câu này không? Bạn nào làm được câu này không? Bác bảy nào? Đâu rồi? Đến nay không ai không có lượng tương tác à? Xem chủ à? Này thịt à? Này không làm được nữa à? Bác bảy nào? Câu 7 nào? 37, 38, 39, 40. Rồi. Toàn câu 2 mà lại không làm hôm nay. Ở mặt nước, một nguồn sóng tại ô dao động điều hòa theo phương thẳng đứng này. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 6 cm. M và N là hai điểm trên mặt nước mà phân tử nước ở đó dao động cùng pha với nguồn. Trên các đoạn OM, ON và MN thì số điểm mà phần tử nước ở đó dao động ngược pha với nguồn lần lượt là 5, 3 và 3. Đề bài hỏi đâu giai đoạn MN có giá trị gần nhất, giá trị là sau đây. Thế thì bài này ấy, thì cách làm của ta là nó giống kiểu là hôm trước cho kiểu là 8 lambda và 10 lambda hoặc là 8 lambda 12 lambda ấy. Thì ở đấy tương tự như vậy thôi. Ta sẽ chiếu ở trên hai trụ OX OY nhá. Đấy, các bạn tưởng tượng dễ hiểu. Đây M N đây đi. N đấy, đây là O. Thì chắc là 3 điểm này không phải thẳng hàng rồi. Thẳng hàng thì nó không thể có chuyện là 53 này được. Trên đoạn OM số điểm dao động ngược pha là 5. Trên đoạn ON số điểm dao động là bằng 3. Và trên MN là bằng 3. Thế độ dài đoạn MN giá trị là sau đây. Thì bước này các bạn sẽ tính gì ạ? Đặt đây thằng này sẽ là 5 lambda đấy nha, ta sẽ quy về lambda này, đây là 5 lambda, đây là 3 lambda đấy, các bạn hiểu như vậy. 3 lambda nó quay lại giống kiểu bài mà cho tính 3 lambda 5 lambda thôi. Tóm lại là bây giờ đây chính là đường cao là tính luôn 1/OH bình sẽ bằng 1/5 bình cộng 1/3 bình. Đấy, lambda chúng ta giữ nguyên ở ngoài đứng nhé. Các bạn tính rằng sẽ OH bằng, hình như là OH bằng 2,5 lambda rồi. Đấy, khi có OH bằng 2,5 lambda rồi thì bây giờ để bài đoạn MN thì ta sẽ tính hai đoạn này cộng vào, ra được độ dài đoạn MN thôi. Đoạn này suy ra được đoạn này sẽ là OH này. MN sẽ bằng MH cộng với cả HN. Mà MH thì các bạn hiểu là đây là cạnh góc vuông và cộng huyền trừ cạnh huyền trừ trong cạnh góc vuông, căn của OM bình trừ OH bình cộng với cả bên này là cũng là cạnh góc vuông luôn, ON bình trừ cho OH bình. Thay vào đây là căn của này OM bình, là 5 lambda bình. 5 lambda các bạn thay trực tiếp luôn bằng 5630 nhá, trừ OH bình là 2,5 bình cộng với cả căn của ON là bằng 3 lambda bình trừ cho bao nhiêu 2,5 lambda bình. Đơn giản đấy không? Và các bạn thay số vào sẽ được là bằng 36 cm. Câu này chúng ta chọn được đáp án D. Câu 37 là một trong 3 câu khó nhất của đề này. Lambda đấy bằng 6, các bạn thay trực tiếp lambda bằng 6 vào đấy nhá. Đây là thay lambda bằng 6 này. Câu hỏi số 38. Các bạn giải theo cách nào? Các bạn như thế nào? 38 các bạn giải theo cách nào? Và các bạn giải theo cách vòng tròn tam giác hay là các bạn giải theo cách là đại số nào? 38 các bạn giải theo cách nào? Ba tám thì dễ rồi, 38 là C, 3 căn 3. Vậy không bạn nào giải ra được câu này? Thầy giải cho bạn xem nhé. Đây thầy sẽ giải bằng phương pháp là đồ vector nhé. Để giải giờ đồ vector thì các bạn phải vẽ hình cẩn thận như sau. Chúng ta luôn luôn chọn trục delta là ngang mẫu mực. Chọn trục delta là ngang mẫu mực. Đấy. Delta là ngang mẫu mực, thấy chưa? Delta là ngang này. Nhớ là luôn chọn delta là ngang. Ở đây là x1 biên độ bằng 3 thì độ dài vector sẽ là 3. Pha vào đầu nó pi trên 6 có độ lệch của cái biên độ của A1 đấy so với cả cái trục này là bằng pi trên 6. Đây. Kẻ này ra. Được chưa? Kẻ ra như vậy. Thầy dùng màu đỏ đi, các bạn dễ nhìn nhá. Đây là thằng A1. Thấy chưa nào? Tiếp theo nào. X2 bằng A2 cốt 10t cộng 2π/3 thì chúng ta chưa biết biên độ nhưng ta biết là độ lệch pha của nó so với cả gì ạ? Trục delta là bằng 2π/3 chính là 120 độ thì góc này 90 độ này. Thầy di cái này sang đây đi, đợi gì tí nhá, thầy di độ này sang này. Đợi thế thì gì đợi này sao đây? Đấy, nhìn dễ nhìn nhá. Thấy chưa? Nằm chính này. Cái đường này nó phải vuông góc. Vuông chưa? Ok các bạn cứ coi như nó vuông góc đấy nhá. Hơi di chuyển khó để nó vuông góc. Rồi ok. Thế thì được thằng A2 nó phải đi nào? A2 phải đi nào? A2 nó phải đi nào? A2 phải đi nào? Đấy, như này thôi. Thế để tổng hợp thằng này ta làm thế nào? Tổng hợp bình thường thôi đúng không? Đuôi của thằng này tổng hợp. Đấy, nối lại đây. Cái đường màu đỏ đỏ này ta co về đây được. Có như A1 này. Chỉ dài đúng độ này thôi. Đấy, tổng hợp này. Thế vẽ bằng cái này thì hơi lâu một tí nhé, các bạn chịu khó. Thế A1 đây rồi, cạnh này được. Cạnh A1 3, cạnh này 3 này. Cạnh bằng 3 thì góc này bằng bao nhiêu? Góc này bằng 30 độ này. Nhìn kỹ nhá. Góc này 30 thì góc này cũng là 30. Góc này 30 này, góc này cũng là 30 này. Thì góc này sẽ là 60. Góc này 60, góc này 30 như vậy góc này sẽ là 90. Đây là tóm lại cái tam giác OMN là tam giác vuông. Để bài hỏi cạnh A2 là cạnh này này. Cạnh này chính bằng cạnh đối, hai cạnh này bằng nhau. Thì tôi dùng thôi, tóm lại là dùng tam giác là gì ạ? Tan 60 tan đoàn kết đối là bằng A2 đó chia kề lấy chia cho 3. Tóm lại một dòng thôi. A2 sẽ bằng là 3 nhân tan 60. Tan 60 thì bằng căn 3 nhưng mà bằng 3 căn 3. Chọn C. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Thì nói lại chỗ này. Khi mà kẻ ra các bạn nhìn thấy góc này bằng 30 thì góc này cũng là 30 với hai góc này hai góc so sánh bằng nhau. Để ở trong góc này 30 như vậy góc này sẽ là bằng 60. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Góc này 30, góc này 60 thì góc này phải 90. Nhưng mà đây là một cái tam giác vuông. Tam giác vuông thì các bạn áp dụng các công thức của tam giác vuông là xong. Được chưa? Nắm được không ạ? Có bạn nào làm được câu này không ạ? Ở đấy cũng Đạt làm được. Ba chín. Trước khi làm 39 thì làm có 40 trước nhé. Được không? 40 dễ hơn. Xét một sóng ngang có tần số F bằng 10 Hz và biên độ A bằng 2 căn 2 cm lan truyền theo phương gối từ nguồn dao động O này với tốc độ truyền sóng là 40, người ta tính lambda đã. Còn V trên này 40/10 là bằng 4 cm. Điểm P nằm trên phương truyền sóng, thực ra nó là cái điểm P lớn nhé, các bạn hiểu, nó là điểm P lớn. Có tọa độ x bằng 17 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử môi trường sóng tại O và phần tử tại P là, thế thì ta phải viết phương trình tại hai cái điểm O và P. Thì UO của ta sẽ bằng là gì ạ? UO bằng A là 2 căn 2. Cos omega thì bằng 2πf là 20π. Thế coi như pha ban đầu của nó bằng 0 đi. Đơn vị cm. U tại P của ta sẽ bằng này. 2 căn 2 cùng với độ nhé. Cos của 20π t trừ này 2πd trên 2πx phần lambda. Thì các bạn hiểu là 2πx phần lambda này bằng 2π nhân với cả x là 17 chia cho lambda là 4. Nào các bạn lấy máy tính các bạn bấm cái này xem. 2π nhân 17 phần 4 sẽ bằng 17 phần 2π. Đó lại là vuông pha nhau. Cái này có thể tách là gì ạ? 8π cộng pi trên 2. Thế ta không cần quan tâm thằng 8π nữa. Tóm lại chỗ này sẽ là bằng gì ạ? Chỗ này này thì ghi lại luôn sẽ bằng là UP sẽ bằng 2 căn 2 cos của 20πt cộng pi trên 2 cộng hay trừ nhỉ? Trừ cộng 8π trừ 8π cộng pi trên 2 xem nào, trừ để cộng pi trên 2 hợp lý hơn nữa. Ok, OP thế chứ nào. Đấy thì khi được là được cái thằng UP rồi, cộng pi trên 2 nó là 8π cộng pi trên 2 đúng không? Nó trễ hơn sau này cộng mình nhỉ? Thế là chỗ này phải trừ chứ đúng không? Sẽ là trừ 8π cộng pi 2. Vì không thể để cho nó sớm hơn được. Phải là trừ pi trên 2. Đấy. Các bạn hiểu sóng ngang ấy, thì khoảng cách của ta d sẽ bằng căn của x bình ấy cộng cả delta u bình ấy. Cái này các bạn học ở phần khoảng cách trong sóng ngang nhé. Ở trong cái buổi khoảng cách trong sóng cơ học ấy, đại cương sóng cơ học ấy, thì dễ rất là kỹ phần này. Thì x của ta bằng 17 rồi. Bây giờ tìm cái thằng delta u thôi. Thì delta u sẽ bằng là UP trừ cho UO. Nào, các bạn lấy Casio ra để trừ này. UP là 2 căn 2 trừ pi trên 2 trừ cho 2 căn 2 và 0 thì sẽ bấm máy tính này. Hai căn 2 shift n trừ pi trên 2 trừ cho 2 căn 2. Đó, sẽ bằng là 4 và trừ 3π/4. 4 và trừ 3π/4. Như vậy D mắc này khoảng cách lớn nhất này. Khi delta u mắc của ta sẽ bằng 4 cm. Đấy, như vậy đến đây ta suy ra luôn này. Thế là biểu thức của D. D của ta sẽ bằng là căn của D mắc nha. 17 bình, chứ là x bình cộng với cả 4 bình. Đấy, các bạn thay vào đây thôi. Sẽ bằng là căn của 305 17,46 cm. Đấy, như này. Câu cuối cùng còn câu mặt 8 thôi. Còn mỗi câu này nào, cố gắng lên. Câu 39 này nó bác sĩ nhá, câu khó nhất rồi. Câu này là con lắc lò xo đặt trong điện trường nhé. Con lắc lò xo đặt trong điện trường thì cách của ta làm như sau: một lò xo nhẹ có độ cứng là 12,5 Newton, một đầu lò xo được giữ cố định, đầu còn lại được gắn vào một cái quả cầu nhỏ. Có điện tích là Q dương. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Đấy, nó có thể dao động thế này. Thế chứ nào? Tại thời điểm bắt đầu t bằng 0 thì kéo vật tới vị trí lò xo giãn 4 cm, kéo vật ra đây 4 cm. Thì tính từ đây lò xo nó không, lò xo nằm ngang ấy, thì delta L không bằng 0. Có phải như vậy đúng không? Delta L không của lò xo nằm ngang bằng 0 thì suy biên độ a trên đầu này a không luôn. A0 bằng 4 cm. Đấy chưa nào? Đấy, rút thả nhẹ. Bây giờ ta tính chu kỳ đã, xem chu kỳ bằng bao nhiêu nhá. T bằng 2pi căn m trên k. 2pi nhân căn m là 0,05 chia cho 12,5 bằng 2pi nhân này căn 0,05 12,5 0,4 1 giây. Các bạn để pi vào căn 10 nhá, để pi vào căn 10 cho nó tròn nhá. 0,4 giây. Thế thì chu kỳ 0,4 giây là thầy bảo là đến thời điểm t bằng 0,2 giây thì thiết lập điện trường. Khi đó có lò xo mới chịu thêm tác dụng của lực điện trường. Như vậy là các bạn hiểu này, 0,2 giây ấy, thì sẽ bằng là t trên t nhân 2. Như vậy nó đi từ đây này đến vị trí gì ạ? Đến biên của nó, biên đấy đi. Biên đấy đi. Là trừ A. Đấy, tóm lại đến vị trí này. Đi từ đây đến đây là đi về đến biên. Thì bắt đầu đến đây người ta mới bật điện trường. Nào khi bật điện trường ấy, thì chúng ta phải quan tâm cái lực điện trường tác dụng theo hướng nào. Đấy. Và thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian là 0,2 giây. Ý là thiết lập điện trường trong khoảng nửa chu kỳ thôi. Nửa chu kỳ thôi. Các bạn quan tâm tiếp này, đó là ở đây các bạn hiểu là F bằng QE thì FQ lớn không thì F cùng phương cùng chiều với cả E. Thế còn nếu mà Q nhỏ không thì dẫn đến là F cùng phương nhưng mà lại ngược chiều với cả E. Đối với bài này người ta cho sẵn là Q dương. Khi người ta bật điện trường E có chiều hướng thế này rồi. E hướng thế này. Đấy, E hướng thế này thì F mà hướng thế này, F hướng thế này. Như vậy giống như kiểu là bây giờ có lò xo chuyển động về hướng này nhưng mà đẩy thêm một cái lực nữa cho nó thì lò xo nó sẽ giãn thêm một đoạn nữa. Đúng chưa? Nó sẽ giãn thêm một đoạn nữa. Các bạn hiểu không ạ? Nó sẽ giãn thêm một đoạn nữa. Thế giãn thêm một đoạn nữa là bao nhiêu thì các bạn quan tâm là như thế nào? Quay nó sẽ di chuyển thêm một đoạn. Đây vị trí cân bằng cũ đi, O đi. Thì nó sẽ có một cái vị trí cân bằng mới của nó nữa. Bởi vì chịu lực tác dụng điện trường các bạn giống kiểu là đẩy thêm một lực cho nó thì chắc chắn cái vị trí cân bằng nó phải là gì ạ? Di chuyển sang đây rồi. Thì đây là O phẩy. Thì bây giờ ta tìm O phẩy như nào nào? Ta tìm O phẩy như nào nào? Và ta tìm O phẩy bằng cách nào? Ta tìm vị trí cân bằng mới như sau. O phẩy bằng cái lực điện trường ấy bằng F, bằng F chia cho M ấy, F trên M. Đấy, F trên M. Thế ra được O phẩy di chuyển một đoạn đấy. Là QE chia cho M thay vào đây 1,25 nhân 10 mũ trừ 6 nhân E là 10 mũ 5, chúng ta chia cho khối lượng M 0,05. Đấy thì sẽ ra được là cái khoảng O phẩy là vị trí cân bằng mới của ta cách vị trí cân bằng cũ một khoảng bao nhiêu. Đấy 2,5 sao to thế nhỉ? 10 E là 10,5 V trên mét là 2,5 2,5 rồi nhỉ? 1,25 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho m. Đúng vậy, đúng vậy. Thì chia sai thì chia sai, không phải chia m mà chia k, chia k F ấy, F chia k bởi là cái thằng lực đàn hồi mà hiểu k delta l thì chia nhầm nhá. F bằng k delta l, vậy delta l trường hợp này sẽ bằng ô phẩy thì ta chia cho k, chia k, k là bằng 12,5. Có tưởng mình chia sai đâu, hoa sai thật. 12,5 đấy, và sẽ bằng là 1/100 và 0,01 mét bằng 1 cm. Tóm lại là với cái vị trí cân bằng ô phẩy này là vị trí cân bằng mới bằng bao nhiêu? Bằng 1 cm. Như vậy là cái biên độ dao động khi có điện trường ấy, là biên độ khi có điện trường này. Khi có điện trường thế là A1 đi, đây đoạn này là bằng 1 cm rồi, cộng thêm cái đoạn 4 nữa, ban đầu 4 nữa, nó đẩy thêm một đoạn thời gian nữa mà. Đấy thì sẽ là A1 bằng A0 cộng với cả ô phẩy thì sẽ bằng 5 cm. Đấy A1 như vậy, nhưng mà chưa xong mới là A1 thôi. Tiếp khi mà nó đi về đến đây này, về đến đây một cái để cho nó về đến đây một cái, về đây một cái là về được tính từ đây lên là 5 rồi, nhưng mà chưa phải là cái vi động cuối cùng là sao? Người ta bật điện trường trong 0,2 giây cho là nửa chu kỳ cơ, ok chưa? Nửa chu kỳ cơ. Như vậy bây giờ muốn tìm ra thì ta phải tính ra được gì ạ? Này nó dao động về đây một cái, đoạn này được 5 rồi, 5 rồi, đoạn này 5 nữa, ô phẩy 5. Thế dao động tiếp này, 5 rồi nhá. Tiếp theo khi mà lực điện trường nó đến đây thì nó lại đẩy ra sang bên này một đoạn, đúng bằng một cái đoạn này, đoạn đẩy này. Đấy, như vậy là biên độ A2, biên độ A2 nhá, ok chưa? Đấy, có là biên độ sau cái đoạn này này, tính từ đây đến đây nữa, có để thêm một đoạn nữa, thì biên độ sau cái khoảng thời gian là t/2 đó là, đấy, biên độ sau nhá, biên độ sau khoảng thời gian đó, các bạn hiểu không? Nó sau thêm một cái khoảng thời gian nữa, đấy, thì sẽ là này. Thế này, tính từ đây này đến đây này là mới là 5, đến đây là 5 rồi này. Thế cộng thêm một đoạn nữa, đúng là ô phẩy nữa, thì biên độ A sau là A2 bằng A1 cộng thêm ô phẩy nữa. Thế sẽ là 5 cộng với cả 1 nữa bằng 6 cm. Khó ở chỗ này, thôi. Tức là khi mà bật điện trường ấy, thì nó sẽ làm cho cái lực đẩy nó ra xa đi một chút, đúng như nào? Đấy. Tiếp theo là cái gì? Bây giờ ta tìm thôi. Cái bài hỏi cái gì ạ? Ra tốc cực đại, A mắc bằng omega bình A, đây là A2 nhá. Omega thì bằng mấy nào? 2pi chia cho 0,4 bình phương và nhân cả 0,06. Đấy, bấm máy tính đi. 2pi phần 0,4 bình phương 0,06 14,8 tức là 15 mét trên giây. Đấy, khó khăn câu này không? Và chúng ta chọn được đáp án là C. Có nhảy thế nhỉ? Trước đây bị nhảy thế nhỉ? Thế mình nhảy không ạ? Thế mình nhảy cái dòng này nó nhảy xuống dưới, bài như vậy. chỗ này nhá, biên độ sau tay trên 2 đã xong rồi, số gì một số cái dòng đấy vào hơi nhìn nhằng nhỉ, thì bề hơi xấu nhỉ. Đấy là kết thúc file này. Thì nói lại về này nhá, không thôi các bạn nhóm kín mà ấy thì thầy sẽ nói lại thôi nhá, mệt lắm không thấy bạn nào cần thiết câu này nữa. Đấy, chữ full nhá, chữ full đề này rồi các bạn bao giờ thi giữa kỳ nhỉ, bao giờ các bạn thi giữa kỳ ấy? Tuần này tuần sau Vương mới kiểm tra 15 phút xong rồi. Mấy điểm Vương?